Chào anh em nhé, Shop Dương Thầy chào anh em, tất cả anh em đam mê bẫy cuốc. Đây, đây là mẫu lụp hai mặt mới nhất bên em đang hoàn thiện này. Đó, thợ đang lập lá. Kêu thợ đi ra hết để quay video cho bác coi. Cầu từ này, các bác nhìn cầu từ. Bao đẹp cho anh em luôn. Hai cánh mặt, bao rộng. Cái mặt này em làm 38cm nhé. Mặt từ đây sang kia là 35cm. Đó, hai mặt đều giống nhau. Nan em đi rất là dày. Ở dưới đáy lồng em có đi một miếng nhựa cuốc đứng khỏi đau chân. Cái mặt lụp này đó, cái mặt bên em làm lụp hai mặt thì cái mặt đá này nó cũng giống hệt là cái mặt của lụp một mặt nhé. Nhiều thợ họ làm thanh đi dọc xuống đó, dọc dọc mỗi cái thanh dọc xuống là đi cho nó nhanh, nhưng mà bên shop em không làm vậy. Bên shop em vẫn làm đi nan như này cho đẹp. Nan tất cả em cột bằng dù siêu bền giỏ keo nha anh em. Đó, anh em nhìn cũng rõ này, tất cả các nan đều cột keo, à cột bằng dù siêu bền, dù giò keo. Nhưng mà cái khung lớn này á thì là em xài bằng hàn. Đó, khung lớn em hàn, nhưng mà cái nan này là em cột bằng dù siêu bền cho bền anh em. Nhưng mà anh em xài nan hàn á, hàn một thời gian sẽ bị tự bung mối hàn đó. Nhưng mà cái dù siêu bền này nó rất là bền. Nó bao cho anh em xài 4 5 năm không hư cái lụp như này. Có cái tay sách rất xinh xinh. Anh em. Đó. Ba cái khách đặt à, em chưa làm kịp. Khách đặt hứa với khách 4 ngày về giao một cái, 4 ngày giao một cái. Họ làm hết cỡ. Mà anh em nào cần á thì cứ liên hệ. Này cái này hai ba cái khách khách đặt xong là có hàng mới. Em sẽ cho thợ làm hết tốc lực. Anh em nào cần thì cứ liên hệ cho em. Em sẽ có hàng sớm nhất trong vòng 1-2 ngày đặt, 1-2 ngày là có. Đó, lụp hai mặt, bao đẹp. Bên em có cả mẫu một mặt, mẫu hai mặt. Anh em xem video mới video trước thì em có giới thiệu một mặt cho anh em coi đồ. Còn đây là mẫu mặt, mẫu hai mặt. Test lò xo cho anh em coi này. Test lò xo cho anh em coi luôn, lò xo bao mạnh nhá. Đây này, bao mạnh luôn. Anh em cần thì cứ liên hệ số điện thoại em để cuối video nhé, ở dưới video lụp hai mặt. Lụp hai mặt này nó cao hơn tiền hơn lụp một mặt nha anh em. Đó, lụp rất là xinh, rất là đẹp, rất là cân đối. Chào tất cả anh em nhé.